Quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang có mặt tại khu nhà của cháu Mỹ và cháu May. Như thước phim trước thì em Dương cũng chia sẻ với toàn thể quý vị bác về giới thiệu đến cái hoàn cảnh của các cháu. Đây cháu Mỹ nhỉ. Đây là cháu Mỹ này, đây là cháu May đây. Hai chị em mồ côi cha, bố là cũng vừa mới mất cách đây 2 tháng gì đấy, tầm đấy. Còn mẹ thì đã bỏ đi Trung Quốc từ 5-6 năm nay rồi. Không có, hiện tại thì các cháu là không một ai thân thích cả. Ngày hôm nay thì em Dương cũng có hẹn là các anh chị ở trong thôn, gọi là người có địa vị ở trong thôn ấy, ra đây để xác minh một lần nữa về cái hoàn cảnh của các cháu, xem là có sự thật là bố mẹ có thật sự là bố mất, mẹ bỏ đi Trung Quốc không, và có thật sự là đây là ngôi nhà của các cháu ở hay không, để làm rõ vấn đề. Không lại một số nơi ấy, thì người ta lại dàn dựng lên để câu kéo cái sự lòng thương cảm của Mạnh Thường Quân ấy. Như thế là tránh cái việc là mình giúp đỡ sai người. Hôm nay em Dương có hẹn ra đây, chị này là chị Ly. Còn cụ thể chị có thể giới thiệu với bản thân của mình một chút để cho các cô bác biết về chị là làm cái gì ở trong thôn này. Vâng, em xin kính thưa các cô bác ạ. Tên tôi là Vương Thị Ly, tôi là phụ nữ và y tế thôn Bạ ở trong thôn này. Và hai cháu này cũng cho vừa mới mất được 2 tháng, chưa được 2 tháng nữa. Chưa được 2 tháng chị? Mấy hôm đấy là mới được 2 tháng. Mẹ thì bỏ đi Trung Quốc được 6 năm rồi. Bây giờ thì bố thì đã mất nữa, hai đứa con này thì cũng ở với bà thôi. Thì cũng rất là vất vả nữa, vì hai đứa cháu này cũng rất là nhỏ. Nhưng mà chính xác là bố của các cháu đã mất rồi đúng không ạ? Vâng, đã mất rồi. Vâng, là thì mẹ thì cũng bỏ đi Trung Quốc là được 5-6 năm rồi chị. Vâng. Đây là nhà của các cháu ở đây. Vâng. Vâng, đây là chị là y tá thôn bản này, cũng là phụ nữ ở thôn này. Vâng. Vì nghe đâu chị còn là cái gì nhỉ? Là đại biểu hội đồng nữa. Đại biểu hội đồng. Vâng. Chị còn là đại biểu hội đồng nữa. Là ở đây là ban đầu thì anh em cũng muốn mời cả trưởng thôn này hay là phó thôn ở đây, bởi vì là ở đây có hai chòm gọi là trưởng chòm ấy. Đấy, ở khu này ra đây, nhưng mà cô bác cũng biết là thời gian này thì bà con ở trên này đang bận trồng ngô này, cũng như là bón phân cho ngô ấy. Thì mời rất là khó. Ngày hôm trước thì em Dương cũng có một lần này vào đây cũng chờ cả ngày thì cũng không mời được trưởng thôn, cũng như là kể cả bí thư chi bộ cũng không được, bởi vì cái bí thư chi bộ với lại trưởng thôn là ở tít bên trên cơ, không cả mấy anh em là cũng không xuống đây được. Thì hôm nay thì anh em cũng có nhờ chị là gọi là làm phụ nữ ở thôn này, cũng như là một phần là cô bác biết là chị cũng là đại biểu hội đồng nữa, thì ra đây xác minh căn bản là chị cũng là người có gọi là có quyền ở trong thôn này, thì chị cũng ra đây xác minh một lần nữa cho rõ ràng. Và cụ thể là các cháu là bố vừa mới mất được gần 2 tháng, và còn mẹ thì đã bỏ đi rất là lâu rồi. Và chính xác đây là nhà của các cháu nhé cô bác nhé. Đấy, để anh em cũng mời có chị ra đây để mà cũng làm rõ xác minh. Còn trưởng thôn với lại phó thôn cũng như là những cái anh em khác thì cũng như bí thư chi bộ thì là thời gian này đang bận việc, người ta cũng không xuống đây được. Thì mong là đây cũng là những cái hoàn cảnh anh em xác minh chuẩn là sự thật nhé cô bác nhé. Đấy là nhà ở của các cháu đây. Đấy, không có cái chuyện gọi là dàn dựng để mong câu kéo Mạnh Thường Quân cái gì cả. Đây thật sự là các cháu là mồ côi cha, gọi là mồ côi cha mẹ đấy. Thì mẹ đã bỏ đi rồi, cũng không biết hiện tại là mẹ đã sống chết như nào cả, đúng không chị? Vâng. Mình có nghe thông tin gì về mẹ của các cháu không? Không ạ. Không nghe gì cả. Không nghe được thông tin gì ạ. Vâng. Đây là các cháu hiện tại là đây là cái gì nhỉ? Mỉ là hôm trước là Mỉ bảo là Mỉ học lớp mấy rồi nhỉ Mỉ nhỉ? Học lớp 4. Học lớp 4 à? Tức là hè xong mình mới lên học lớp 4 đúng không? Hay là hè xong? Hè xong học lớp 5. À hè xong học lớp 5. Nào mấy con học lớp mấy rồi nhỉ? Lớp 1. À con học lớp 1 nhỉ. Đây con gửi lời chào đến các cô bác nào. Cháu May. Cháu May chào các cô bác. Cháu May chào các cô bác, các ông, các bà. Cháu May chào các cô bác. Cháu May chào các ông, các bà. Nào, cháu May.
con nhìn vào cái máy này đấy, cháu may gì? Cháu may. Nói to lên, con nói to lên. Cháu may. Chào các ông các bà. Chào các ông các bà. Các cô chú. Các công chú. Anh chị. Anh chị. Đấy, đây nào Mỹ nào. Cháu Mỹ. Cháu Mỹ. Chào các ông các bà. Chào các ông các bà. Các cô chú anh chị. Các cô chú anh chị. Đây là lời chào của các cháu nha các bác nhé. Thì em cài nhờ chị cái này thì nhé. Vâng. Em thì một lần nữa ngày hôm trước thì em Dương cũng có vào đây và cũng có chia sẻ với các cô bác về cái ngôi nhà của các cháu rồi. Hiện tại thì các cháu cũng chỉ đang ở đây, tức là những cái buổi ban ngày là các cháu ở đây là các cháu tự ở một mình phải không chị? Và ban ngày thì Sa-bang ở một mình, ba đê thì bà sang ngộ. Có đêm thì bà cũng sang ngộ với hai đứa cháu, nhưng mà có đê thì nhà có việc thì hai đứa em kia khỏi nhà rồi thì bà cũng không sao được. Thì anh em, chị em ở trong thôn này sao ở với hai cháu được. Thế à? Tức là cũng các cháu là hiện tại vẫn còn bà, nhưng mà bà còn có nhà của bà riêng nữa. Nên là cũng chỉ có là những buổi tối thì sang ở đây gọi là bầu bạn cho các cháu đỡ sợ thôi. Còn ban đêm thì lại... ban đêm thì sang đây ở bầu bạn các cháu thôi. Còn ban ngày thì bà lại về nhà để mà lo việc nhà cửa của bà nữa. Ở đây là căn nhà của các cháu. Nè, mình đi vào nhà đi. Đấy, căn nhà là cũng chỉnh tường bằng đất này. Cái nhà này chắc làm lâu là mới chị Ly nhỉ? Lâu rồi. Vâng. Nhà này làm được bao nhiêu lâu? 10 năm rồi. 10 năm rồi. Vâng. Vâng. Đây bên trong nhà thì... Đây, bếp các cháu là cũng chắc cũng vừa mới nấu ăn hay gì xong cũng vừa... vẫn còn chưa tắt này. Vì là ngày trước ấy thì khi mà lẽ ra lúc bố của các cháu vẫn còn ấy thì đồ đạc ở trong nhà là vẫn có. Như hôm vừa rồi thì cũng nghe anh Và chia sẻ là anh Và là cái anh ở bên kia này, bên này này. Anh đấy là người có giới thiệu anh em đội tin mặt dân tộc biết được cái hoàn cảnh của các cháu mồ côi này. Thì anh cũng có nói rằng là đồ đạc của các cháu là ban đầu là có. Nhưng mà vì là từ cái lúc bố của các cháu mất ấy thì các cháu là từ bên trường về đây thì cũng không biết là tự đồ đạc là đi đâu hết. Chắc là một phần là cũng như kiểu làm đám ấy. Thì là những cái gì đồ của bố là người ta cũng lấy đi cho. Hoặc là lấy cho bố các cháu luôn rồi. Nên là bây giờ hiện tại các cháu cũng chỉ có mấy cái bát để với lại mấy cái muôi để ăn cơm thôi. Đấy, nhà thì cửa thì cũng không có gì cả. Cũng chỉ có đây này. Các bác này, đấy những cái vật dụng gọi là bây giờ không mang đi được ấy thì cũng chỉ để đây thôi. Và có một cái cối đây này, cái vật dụng để bà con ở đây xay ngô này, cũng như là xay ngô để làm mèn mén này, cũng như là làm cám cho bò hay là cho lợn ấy. Nhưng mà trước là nhà các cháu là có bò nhỉ chị nhỉ? Có. Nhưng mà hôm bố chết thì đám ma cho bố hết rồi. Làm đám ma cho bố là vâng. Tức là mổ con bò đấy. Mổ con bò cho bố. Thế thì là bây giờ hiện tại là nhà các cháu là cũng không còn cái gì cả. Hiện tại đang trong thời gian hè thì các cháu ở nhà thôi. Còn là bình thường là như trước thì là trước thời gian đang học ấy, thì là các cháu vẫn đang ở bên trường nha các bác nhé. Đấy, cháu Mỹ là 10 bao nhiêu tuổi nhà mình nhỉ? Con là con bao nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi. 11 tuổi đúng không? Nào May, con có biết con bao nhiêu tuổi không? Hả? May là được 6 tuổi hay 7 tuổi thì chị đúng không? May 7 tuổi được. May là 7 tuổi bởi vì là cháu là đang học lớp 1 mà. Vâng. 6 tuổi học lớp 1 nhỉ. Đấy, nên là hiện tại là các cháu là đang ở nhà đây thôi. Thỉnh thoảng là bà hai đứa ăn cơm chưa? Mì ăn cơm chưa? Hả? Con ăn cơm rồi. Nào nói lại. Ăn cơm rồi. Nào May ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi à? Con ăn mèn mén hay là ăn gạo cơm gạo? Ăn mèn mén. Hả? Nó mọc mọc ăn mèn mén thôi. Mày nói đi. Chắc là các cháu là không biết mèn mén là... Mèn mén là cái gì đó. Đấy, ý là... Tức là tiếng dân tộc thì các cháu biết thôi. Nhưng mà có mỗi tội là... cái ý là tiếng phổ thông là các cháu không biết. Ôi em thấy là cái cửa này sao các cháu lại cài vào như này ấy chị? Cái cửa này không khóa được thì mới không. Tức là ở chỉ có mỗi hai chị em ở sợ nên là cài đi như này đúng không? Đúng.
Đây này có bác. Vì là nói chung là có hai chị em cũng chỉ có là cái cháu Mỹ thì có 10 tuổi thôi. Hai chị em tự ở nhà như thế này thì các cháu cũng sợ cái này cái kia ấy. Nên là cũng lấy những cái cây các thứ về để che hết cậy vào cửa này này để che hết vào như này ấy. Đấy để chắn như này cũng sợ gọi là ban ngày ở đây cũng rất là vắng, có mỗi hai ở khu này thì có mỗi hai ngôi nhà thôi, nhà anh và bên kia cũng có những hôm không ở nhà, còn xung quanh này đây này cô bác này cây cối rậm rạp như thế này, bản thân anh em mình những người lớn như thế này để mà anh em mình ở trong khu như thế này nhiều lúc mà cảm giác nghe những âm thanh của thiên nhiên là mình còn thấy vắng vắng và cảm thấy có hơi hơi một chút là giận người ấy thì chị nhỉ. Vâng. Đấy. Nên là bảo sao các cháu là còn nhỏ tuổi, có mỗi 10 tuổi như thế này thì các cháu nên mới che chắn cửa như thế này. Đấy, nhà, nói chung là nhà cửa của các cháu thì cũng tương đối là kiên cố. Nói bằng với cái khung cửa khung nhà như thế này thì so với cái mặt bằng chung của bà con, điều kiện sống bà con ở trên này thì như thế này là gọi là cũng là bình thường rồi cô bác ạ. Vì đây cũng có cái bộ khung nhà kiên cố như này cũng không sợ mưa gió gì cả. Tuy nhiên là cũng tội kết là các cháu là mồ côi cha mẹ, không ai lo, không nơi nương tựa như này thôi. Đấy, đây là cái chuồng bò cũ của gia đình như này. Cái này từ cái lúc mổ con kia là bây giờ tài sản gia đình là không còn một ký bất cứ một cái gì đấy chị nhỉ? Không có rồi. Bây giờ chỉ có là nhà của các cháu hiện tại là cũng chỉ còn là gọi là bộ khung nhà thôi nhỉ? Có khung nhà và cái chuồng bò này thôi, bây giờ không có gì. Đúng rồi, chỉ có khung nhà và chuồng bò đây. Đây khi mà các cháu vẫn ở với bố ấy thì chắc anh cũng chịu khó đi lấy đây này. Những củi các thứ vẫn còn dự trữ, vẫn còn tương đối là nhiều đây. Đấy, để mà các cháu bây giờ mà không có củi đun các thứ, để mà các cháu tầm tuổi này mà đi lấy củi là cũng lấy muốn lấy nhiều thì cũng không vát được kiểu thế cơ nhỉ. Mà bằng tầm tuổi như này mà bảo các cháu tự đi vào rừng kiếm củi thì cũng lo nữa. Đấy. Nào đứng dậy nào. Sao? Đứng dậy nào. May đứng dậy nào. Các cháu rất là ngoan. Thật sự rất là ngoan luôn. Nhưng mà tội quá. Nhà. Ở nhà không được đi chơi sông đâu nhá. Nhớ chưa? May nhớ chưa? Mỉ nhớ chưa? Không được đi chơi dưới sông đâu nhá. Sông dưới kia sông to quá. Không được đi chơi dưới đấy. Với cả không được đi... đi vào rừng đi chơi trong kia kìa. Hay bao giờ mà có đi lấy củi hay cái gì thì nhớ cầm dao cẩn thận nhớ chưa? Nhớ. May nhớ chưa? Mỹ. Nhớ. Nhớ chưa? Nhớ chưa. Rồi. Đấy thì ăn cơm thì các cháu là ăn cơm rồi nhỉ? Ăn. Thì, bạn thấy các cháu phải là ăn cái gì ăn mèn mén à? Ăn mèn mén. Thỉnh thoảng bây giờ là các cháu ăn cơm là bên nhà ở chú bác ở bên này là lấy về cho hay là các cháu tự làm đi chị? Các cháu nó tự nếu nấu cơ thì các cháu, hai đứa cháu mình này nó biết nấu rồi. Nấu mềm mấy thì nó chưa biết nấu thì cu ở bên cạnh nấu và có khi bà xa thì bà nấu cho. Tức là nấu cơm, ăn ý là gạo đấy đúng không? Gạo thì các cháu biết tự làm rồi, còn để mà làm mềm mén thì các cháu chưa biết làm đúng không? Vì còn nhỏ quá mà. Bây giờ thì cái... Em bảo thật chứ cái chõ mèn mén bây giờ để ở đây còn cao bằng các cháu rồi chứ đừng nói bảo là các cháu làm. Đấy, cũng là chuyện là nhóm bếp các kiểu này kia nữa. Và cũng rất là cảm ơn chị ngày hôm nay thì cũng vào đến đây cùng với bọn em để mà xác minh cái hoàn cảnh của các cháu thật sự là như thế. Thì cũng hy vọng là chị ở gần đây thì cũng để ý cũng như quan tâm các cháu, yêu thương các cháu với. Bởi vì là thật sự với chị là cái tầm tuổi như thế này thì các cháu đã... không còn cha không còn mẹ như thế này cũng rất là tội cho các cháu. Vâng, chị nhá, mong là chị cũng gọi là bà con cùng trong làng mình ở đây thì hy vọng là quan tâm các cháu nữa. Chị ơi, thế làm bà là ở cùng các cháu hay như nào với chị? Bà thì ba ngày thì bà đi về là về nhà của bà, xong rồi ba đê thì bà sang ngủ với hai cháu. Trong hai cháu, trong ba đê. Vâng vâng, tức là ban ngày thì là bà về nhà bà làm việc nhà của bà. Đấy, còn ban đêm thì bà sang đây bầu bạn cùng với các cháu Mỉ với cháu May thôi cô bác ạ. Chị ơi, em hỏi một tí là cái cụ thể là bố của các cháu làm sao lại mất sớm như này chị nhỉ?
Bố của các hai đứa cháu thì nó bị viêm gan, thì đưa nó đi bệnh viện về thì nó không khỏi, thì về được bị viêm gan, được mấy hôm thì nó mất rồi. tức là đi viện được cả mấy Đi viện được đi mấy đi bảy đi viện chữa trị không khỏi mới về nhà là chữa mất. trị không khỏi mới về. Vâng, nhưng Đấy. mà đi đến tận đâu, đi chữa Tự ở tận đâu ấy chị? trướng ở tỉnh Nhiều Bà thôi, Đi ra mà huyện ở viện huyện Nhiều đến bệnh Bà, viện đấy ở huyện Nhiều là Bà không thôi, khỏi được. không khỏi. Ừ, thì Nên bác sĩ ở bên bác bác sĩ sĩ người ta chạm giả về về, đúng bác không? sĩ chạm về bảo là À. cái này thì bị mới bị được 2 tháng thôi, nhưng mà không biết là nó bị cái gì, thế Chắc, không chắc chứa như được. kiểu là bệnh nền rồi, nhiều cái nữa. Nhiều cái là Mình nó biết muộn quá không chữa trị kịp rồi. không Đấy. chứa được. Nhưng mà em hỏi một chút là cái lúc mà bố các cháu mất thì các cháu có nhìn thấy hơi thở cuối cùng của bố không? Không ạ. Không thấy á? Hai đứa đang học, nhưng Đang mà học. buổi sáng thì đi si cô thấy cô bảo là lúc đấy là giờ đấy là giờ thi thì không cho hai đứa cháu về, À, thì đang đang thi. đốt bố giờ tối thì bố đã mất rồi, thì hai đứa cháu đã không về, không 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 cũng không được, kịp thấy bố lần cuối. không kịp thấy bố lần cuối không ạ. À, cũng không kịp luôn. Vâng. Thế là tức là từ nay về sau là các cháu không còn nhìn thấy bố nữa, cả mẹ thì đã không thấy từ rất là lâu rồi bác. Vâng. Đấy. Là tội đây này. À, có mỗi 6-7 tuổi bây giờ cũng chưa biết cái gì cả, cơm ăn nhiều khi nó nói trêu với nhau bảo là cơm ăn nóng bỏng mồm còn khóc vậy nhỉ, thì còn chưa biết cái gì cả mà đã không có ai lo cho như thế này rồi. À, đây có bác, ngày hôm nay thì em Dương cũng có đến đây và xác minh làm rõ cái hoàn cảnh của cháu Mỉ và cháu May ở đây. Thật sự là các cháu là bố mất rồi, mẹ thì đã bỏ đi Trung Quốc được 5-6 năm nay, bây giờ để mà cháu May ấy, hỏi May là còn nhớ mặt mẹ không thì cháu cũng chắc chắn là không nhớ đâu, bởi vì lúc mẹ bỏ đi là cháu là còn chắc Có còn chưa biết ba nói với tuổi, chị nhỉ. vâng, có 3 tuổi, hai À, tuổi rồi. hai tuổi. Ờ, nếu 2 tuổi thì tầm đấy là biết nói rồi nhỉ. Thế là mẹ cũng bỏ Biết đi cái gì. từ rất là lâu rồi, để cho các cháu ở với bố như này, gà trống nuôi con từng đấy năm, mà đến bây giờ hiện tại bố cũng không còn nữa, nhà cửa không ai lo, chỉ có các cháu tự hai chị em tự nương tựa vào nhau sống ở căn nhà chỉnh tường bằng đất như này các bác ạ. Hôm nay hiện tại thì em Dương cũng có lên làm rõ vấn đề như này, thì cũng hy vọng là từ nay về sau cũng nhận được những tấm lòng yêu thương của cô bác về đối với cháu Mỉ và cháu May này nhé cô bác nhé. Rồi có lẽ em Dương cũng xin phép được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở cái video tiếp theo ạ.